Tiếp theo chương trình là tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc đã xảy ra, gây hậu quả thương vong lớn về người. Bên cạnh ý thức tham gia giao thông trên tuyến cao tốc của một bộ phận người dân còn chưa cao, thì cũng có nhiều đoạn đường cao tốc có nhiều vấn đề phát sinh về chất lượng và thiết kế, về những ảnh hưởng tác động từ bên ngoài như là khói bụi, đốt rác gây ra những nguy cơ về tai nạn giao thông. Bàn luận về vấn đề này, hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hoàng Kiên, trưởng bộ môn tự động hóa thiết kế cầu đường, trường đại học giao thông vận tải. Và ngạn rất cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông là vừa qua thì xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên cao tốc, đặc biệt là hai vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng ở cao tốc nội bài Lào Cai và Cam lộ La Sơn, khiến tổng cộng 7 người đã tử vong. Vậy ông đánh giá sao về những cái nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn trên ạ? Tôi theo tôi thì nguyên nhân có cả điểm giống nhau và khác nhau giữa hai cái tai nạn mà rất là điển hình xảy ra gần đây. Thì cái điểm giống nhau là nó đều xuất phát nguyên nhân chính là từ cái ý thức tham gia giao thông của người thì của người tham gia giao thông và của người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên thì ở cái trường hợp của cao tốc Cam lộ La Sơn thì đâu đó vẫn còn một chút nữa cái yếu tố nguyên nhân nó đến từ cái cơ sở hạ tầng của chúng ta nó chưa được, chưa được tốt lắm cụ thể thì ở cao tốc nội bài lào Cai thì bốn thanh niên đã điều khiển hai xe máy đi vào cái đường cao tốc là cái chỗ mà họ không được phép đi vào. Họ lại đi ngược chiều nữa. Thế thành ra là đã gây ra một kết quả là một cái tai nạn nó rất là thảm khốc và rất là đáng tiếc. Còn ở trong ở cao tốc cam lộ la sơn thì cái người điều khiển phương tiện, cái lái xe đã vượt ở cái vị trí mà có cái nút thắt cổ chai. Anh 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 đã vượt phải. Mặc dù luật của chúng ta thì thì cho phép cả vượt trái vượt phải tuy nhiên thì dù có vượt trái vượt phải thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn giao thông à, anh phải xi nhan xin đường anh phải quan sát và xem cái khoảng cách với xe phía sau có đủ chưa thì lúc đó chúng ta mới vượt luật quy định như vậy và như vậy thì người lái xe đã vi phạm những cái điều nói trên và kết quả là cũng gây một cái một cái 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 tai nạn rất là đáng tiếc tuy nhiên thì nếu mà chúng ta thấy chúng ta nhìn vào cái cao tốc uh, Cam lộ La Sơn ấy, thì mặc dù mới khai thác một thời gian ngắn thôi nhưng cái tần suất xảy ra cái tai nạn là tương đối cao. Điều đó có nghĩa rằng cái hạ tầng của chúng ta đâu đó đang có một chút vấn đề hoặc là cái công tác quản lý thì giao thông tổ chức giao thông của chúng ta đâu đó đang có vấn đề. Và ạ, đó là những cái nguyên nhân gây nên hai vụ tai nạn vừa qua tại cao tốc nội bài Lào Cai và Cam lộ La Sơn đã khiến tổng cộng là 7 người tử vong. À, ở vụ tai nạn trên cao tốc nội bài lào cai thì có thể thấy là bốn thiếu niên đã đi xe máy vào lần đường này à, trong khi đó thì à, cao tốc có rào chắn và nghiêm cấm phương tiện xe máy lưu thông vậy thì à, theo ông tại sao cái phương tiện này có thể đi vào bên trong được và liệu cái yếu tố quản lý có phải là cái vấn đề trong vụ tai nạn này không Vâng, không phải chỉ riêng đối với cao tốc nội bài lào cai mà đối với tất cả các tuyến cao tốc chúng ta đều đang có bố trí cái hệ thống rào chắn hệ thống hộ lan để ngăn gia súc cũng như là các phương tiện thô sơ đi vào cao tốc tuy nhiên ý, thì do cái nhận thức, do cái ý thức của một số bộ phận người dân mà đã có cái trường hợp là người dân tự động, tự tiện tháo cái hộ lan đấy ra để đi vào cao tốc. Rồi gần đây thì chúng ta áp dụng cái thu phí không dừng ETC, ETC. Tại cái, chính vì áp dụng thu phí không dừng thành ra là cái, những cái điểm đầu vào cao tốc là cái số lượng người trực ở đấy nó giảm đi. Vâng và, và à, lợi dụng cái việc là có cái, 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 cái số lượng người trực giảm đi thì một bộ phận người một số người dân có ý thức kém thì người ta vẫn đi qua đấy vào 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 cao tốc và cái hành động này và cái hành vi này nó sẽ làm một tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn tôi nghĩ rằng chúng ta có thể để có những cái biện pháp ví dụ như chúng ta có thể giám sát bằng hệ thống camera và kết hợp với trí tuệ nhân tạo Ồ, với trí tuệ nhân tạo thì camera là cho phép phân biệt được camera nó tự động phân biệt được đâu là xe máy đâu là xe ô tô và khi phần phân biệt được xe máy khi nhận biết được xe máy đi vào cao tốc thì nó cứ tự động nó báo cho cái đơn vị quản lý, tự động báo cho các đơn vị tuần đường, thậm chí là báo cho cả cái người đang tham gia giao thông trên tuyến cao tốc đấy để từ đó chúng ta có cái biện pháp mà đề phòng cả người tham gia giao thông, cả người lái xe lẫn đơn vị quản lý có biện pháp đề phòng và từ đó tôi nghĩ là có thể là giảm được cái những cái tai nạn giao thông đáng tiếc như vừa rồi. Vâng ạ, thế còn đối với cái vụ tai nạn giao thông ở cao tốc Cam Lộ La Sơn thì ngoài việc vi phạm của tài xế ô tô con thì nhiều ý kiến tranh luận cũng cho rằng là do thiết kế của đường cao tốc chỉ có hai làn xe thôi, biển báo yêu cầu chuyển làn quá đột ngột nên là rất dễ xảy ra va chạm. thì ông nghĩ sao về cái vấn đề này? À, tôi nghĩ ý kiến đấy cũng có một phần đúng. À, tôi không nói rằng chúng ta đã ở đó chúng ta đã thiết kế sai, nhưng đã là thiết kế tốt nhất chưa? Thiết kế đúng chưa chắc đã là thiết kế tốt nhất. Chúng ta có thể có những thiết kế tốt hơn. Tôi nói ví dụ ở vị trí mà nút cái cái đoạn mà chuyển tiếp từ hai làn sang một làn tức là nút cổ chai đấy thì chúng ta có thể kéo dài cái đoạn chuyển tiếp đấy ra chúng ta có thể mở rộng cái đường cái cái, cái chiều rộng của cái làn rừng khẩn cấp ra và như vậy thì người lái xe là có cái không gian rộng hơn để họ có thể dễ dàng xử lý những cái tình huống mà khẩn cấp hơn thế rồi là chúng ta có thể bố bố trí cái hệ thống mà hệ thống chỉ dẫn uh, biển báo vạch sơn xa hơn nữa xa đủ xa để người lái xe người ta 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 có đủ cái thời gian có đủ khoảng cách để xử lý trong những tình huống cẩn cấp uhm, rất nhiều những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đặc biệt là những vị trí mà uh, những vị trí có thể gọi điểm đen những vị trí nút thắt của chai những những vị trí mà nút giao đối với đường cao tốc và đường bộ thông thường của đường cao tốc thì tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta có rất còn rất nhiều những cái mà chúng ta nên có những cái nghiên cứu để từ đó chúng ta có biện pháp để làm giảm thiểu cái tai nạn giao thông ạ, như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nghiên cứu và biện pháp nhiều hơn nữa để giảm thiểu cái những cái vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc đúng không ạ? À, theo một số người thì đối với những cái tuyến cao tốc chỉ hai làn xe tính cả làn khẩn cấp, à, nếu phương tiện trước đi tốc độ bình thường, xe sau muốn đi nhanh thì bắt buộc lại phải vượt. À, còn nếu không thì phải chịu bám đuôi nhiều km nữa. Còn nếu xảy ra va chạm nhẹ thì cũng xác định là tắc cục bộ. Thì quan điểm của ông ra sao về cái điều này? À, nếu như chúng ta lấy ví dụ là cái cao tốc Cam Lộ La Sơn thì cái tổng chiều dài tuyến là 98 km mà có khoảng độ 20 điểm là cho phép vượt. Điểm cho phép vượt tức là bình thường cái đoạn thông thường thì là nó chỉ có một cái làn xe, một chiều chỉ có một làn xe và một cái làn rừng khẩn cấp. Là dừng khẩn cấp thì thông thường cái chiều rộng nó nhỏ hơn. Đấy và cái cái đoạn mà cho phép vượt ấy, thì nó sẽ có hai làn xe và một làn rừng khẩn cấp và cái giải phân cách cứng ở giữa nữa. Thế thì um, như vậy thì với 98 km mà chúng ta có 20 điểm cho phép vượt thì như vậy là cứ khoảng độ 5 km thì chúng ta có một điểm để chúng ta có thể vượt được nếu mà cái xe phía trước chạy chậm với tốc độ 60 km một giờ thì chúng ta sẽ phải chờ khoảng độ tầm độ 5 phút gì đấy để có thể là vượt được qua xe đó à, tất nhiên đó là sự bất tiện để mà cải thiện sự bất tiện này thì tôi nghĩ rằng là hoặc là chúng ta phải mở rộng tuyến từ một làn thành hai làn nếu mà không tính là dừng khẩn cấp thì từ một làn thành hai làn hoặc là chúng ta bố trí cái điểm mà cho phép vượt nó dày hơn Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đó là đối với trường hợp của cao, cao tốc Cam Lộ Lam Sơn cũng như với cao tốc khác thì nó là cái bài toán cân bằng giữa cái bài toán đầu tư và bài toán khai thác. À, nếu như anh đầu tư nhiều tiền hơn thì cái tính khai thác nó sẽ cao lên và ngược lại. Đấy thì tùy từ trường hợp mà chúng ta nên có tìm cái điểm cân bằng giữa hai cái bài toán đấy cho nó hợp lý và như vậy chúng ta sẽ phải tính toán thật là kỹ lưỡng đúng không ạ để tránh cái việc mà à, khi một va chạm nhỏ xảy ra trên cao tốc thôi thì cái phần à, nút tắt cổ chai ấy, nó sẽ gây ùn à, tắc kéo dài và cứ xe này ùn là xe sau ùn theo à, chưa có cái chạm dừng nghỉ trên chặng gần 200 km thì người đi ô tô trên cao tốc Vĩnh hảo Phan Thiết phải vệ sinh ngay bên đường tiềm mẩn à, nguy cơ mất an toàn rất là cao vậy thì rõ ràng cái khâu thiết kế chúng ta chưa đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân thì tại sao lại xảy ra cái tình trạng như thế này ạ Vâng, Ở hiện giờ về tiêu chuẩn thiết kế là chúng ta đang đối với đường cao tốc chúng ta đang có hai cái tiêu chuẩn. Một cái tiêu chuẩn thứ nhất là tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ban hành năm 2012 và một cái tiêu chuẩn nữa là cái tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn cơ sở TCCS ban hành năm 2022. Thì nếu mà theo cái đúng cái tiêu chuẩn Việt Nam ban hành năm 2012 ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tuyến cao tốc đầy đủ các tính năng cả cái tính năng về an toàn lẫn tính năng về khai thác. Tuy nhiên thì để phục vụ cho cái việc mà đầu tư theo từng giai đoạn Thế thì là chúng ta đã năm 2022 chúng ta ban hành một cái tiêu chuẩn cơ sở. Tiêu chuẩn cơ sở thì cái cấp độ của nó thấp hơn tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn Việt Nam. Và cái tiêu chuẩn và cái và cái các cái, cái quy định liên quan đường cao tốc trong cái tiêu chuẩn cơ sở năm 2022 thì nó cũng thấp hơn so với cả cái tiêu chuẩn ban hành năm 2022 à, năm 2 năm 2012. Đúng. À, như vậy thì một loạt các cái tuyến chẳng hạn như là Hà Nội Hải Phòng được xây dựng theo cái tiêu chuẩn là năm 2012 thì cái mức độ an toàn cũng như tính phục vụ tính tính khai thác của nó rất là cao. Tuy nhiên cũng gần đây thì do là cái đầu tư theo theo phân kỳ thành ra chúng ta đã xây dựng những cái tuyến cao tốc mà với cái tiêu chuẩn với cái chuẩn nó thấp hơn. À, tuy vậy thì theo tôi nghĩ kể cả chúng ta xây dựng với tiêu chuẩn với cái với tiêu chuẩn cao tốc với cái tiêu chuẩn thấp hơn thì chúng ta vẫn nên có những cái nghiên cứu bố trí thì à, rồi là tăng cường cái công tác quản lý giao thông quản tổ chức giao thông để từ đó chúng ta vẫn cố gắng nâng cao kể cả những cái tuyến mà đã được xây dựng với tiêu chuẩn thấp hơn thì chúng ta vẫn cố gắng nâng cao cái tính khai thác cũng như là tính an toàn của các tuyến đấy. Vâng ạ, vậy thì thực sự hiện diện là chúng ta còn gặp rất nhiều những khó khăn vướng mắc đúng không ạ? Và chúng ta cần cái những giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn đó? Áp dụng cái phân kỳ đầu tư cao tốc hiện nay có phải là phương pháp tối ưu không? À, theo tôi nghĩ thì đối với một nước đang phát triển như ở Việt Nam thì có lẽ là ở một trường mực nào đấy cái đầu tư phân kỳ nó vẫn là cần thiết tuy nhiên chúng ta nên có cái nghiên cứu kỹ tránh những trường hợp ví dụ như cao tốc cam lộ la sơn vừa rồi chúng ta vừa xây dựng xong vừa khai thác xong lại có ý kiến là cần thiết phải dạ. phải phải mở rộng dạ. đúng không ạ thì như vậy nó sẽ là sự lãng phí vì nếu mà cần thiết mở rộng thì chúng ta mở rộng luôn từ đầu thì chúng ta đã xây dựng rồi lại mở rộng thì cái chi phí nó lớn hơn nhiều so với việc Được là vâng. anh xây dựng động ngay từ đầu Ồ, um, và một cái nữa đối với những tuyến đặc biệt là những tuyến dạ, mà vâng. được xây dựng theo với cái cái chuẩn nó thấp hơn vâng ạ. À, thì tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục cái việc tuyên truyền vâng. đối với người dân với người tham với người lái xe nó cũng là rất quan trọng vâng ạ à, một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm hoàng kiên đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có chia sẻ xung quanh vấn đề này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại